Bên trái mình là cái cổng để vào cái cảng cắt lái đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nhanh nhanh trái vào nè. Xuống đây toàn đậu kéo rồi các bạn. Quá trời đông luôn mùa. Có xe ga vô tấp nập luôn các bạn. Bây giờ để tôi quẹo vô coi. Từ từ nghe mấy anh trai ơi. Thấy chưa, ship hàng mà đi vô luôn các bạn. Vô đó nó còn cái cổng chờ ở đây nữa nè. Cái gì đấy? Sao vậy mấy anh trai? Chở hàng kiểu gì không buộc dây cho kính kính vào. Làm gớt đồ quá trơn rồi, làm kẹt đường người ta luôn. Ăn né né đây. Rồi ok. Đó, gớt ba cái ống hàng hết trơn. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2 nha các bạn. Và hiện tại thì mình sẽ xuống cái hầm chui Mỹ Thủy gì nè các bạn. Đó, đây là cái hầm chui ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu mà đi qua cái cầu này như là qua quận 7 gì hay sao ấy, thì mình đi xuống cái hầm chui này để các bạn biết đi đâu không? Đi vào cái gọi là cái cảng cắt lái các bạn, một trong những cái cảng khá là lớn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, để lấy hàng cũng như là chở hàng trong cái chuyến hàng ngày hôm nay nha các bạn. Đó, và đặc biệt hơn là các bạn thấy là hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem một cái chiếc xe tải đến từ thương hiệu Zac. Đấy, Zac là thương hiệu của Trung Quốc nha các bạn. Và con này nó rất là đỉnh cao luôn nha các bạn. Mà đỉnh cao như thế nào thì các bạn kiểu gắn đợi mình chạy xuống dưới cái cảng cắt lái rồi mình cho các bạn xem. Đó, nhìn sơ sơ cái nội thất là các bạn thấy đặc biệt gì chưa? Này, có màn hình bự cho bá lửa luôn. Quá xịn sò con bò luôn. Đây, bây giờ mình sẽ chạy thẳng một tí nữa nó sẽ xuống ngay cái sông Sài Gòn các bạn. Đó, ngay đó sẽ có cái cảng cắt lái. Các bạn nãy chở gì ta? Này cái gì tôi cũng biết đó các bạn. Trái gì hay sao ấy? Nên mình chạy một cái thùng, kéo một cái thùng này mình không biết gọi là thùng gì. Nhưng mà thùng này thì các bạn rất là dễ thấy trên những cái cung đường Việt Nam đúng không? Đó, thì thằng quỷ đó nó cũng chạy cái thùng giống tôi nữa mấy không? Mà nó đang chở hàng. Còn tôi thì tôi lại đi xuống lấy hàng mấy không? Vãi chưởng. Nè các bạn thấy không? Bên trái mình là cái cổng để vào cái cảng cắt lái đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nhanh nhanh trái vào nè. Xuống đây toàn đậu kéo rồi các bạn. Quá trời đông luôn mùa. Có xe ga vô tấp nập luôn các bạn. Bây giờ để tôi quẹo vô coi. Từ từ nghe mấy anh trai ơi. Thấy chưa, ship hàng mà đi vô luôn các bạn. Vô đó nó còn cái cổng chờ ở đây nữa nè. Đó, từng xe đi vào luôn. Uầy, đông quá luôn các bạn ơi. Chạy đi anh trai ơi. Lẹ đi. Ôi, xe bên này đông thật sự luôn các bạn. Đi anh trai ơi. Để mình hạ lưu lượng xe xuống tí các bạn. Đông quá, sợ hồi kẹt xe ấy. Đấy. Cho tầm chát fit 1 thôi. Làm gì mà nó đậu lâu dữ trời. Rồi, tới mình chạy qua nha các bạn. Đây như cái kiểu là cái cổng, như kiểu gọi là cổng xót vé vậy hả. Mình thì chưa được vào cái cảng cắt lái này bao giờ các bạn. Cũng chưa có từng gọi là trải nghiệm mà lấy hàng trong các cảng bao giờ nên cũng không gành nữa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ vào đây để mình nhận một cái chuyến hàng nha các bạn. Và đi đâu mình cũng chưa biết luôn. Vào đây nhận hàng rồi mới biết các bạn. Đây là cái cảng này các bạn, rất là to luôn. Nào là thùng hàng rồi tàu biển cắt kiểu nhiều lắm. Đây mình sẽ chạy vào cái ô này nè các bạn để mình nhận cái chuyến hàng. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nhận nha. Đây, vào chợ hàng hóa các bạn. Thì để mình coi coi. Ui quá trời luôn nè các bạn. Chở gao đồ nè, hay là chở cái này là chở gà các bạn. Gà chắc thịt gà quá ta. Rồi chở xi măng nữa nè, phân bón. Rồi cái này là lại phân bón nữa. Đây là chở mì gói à. Ui, mì gói nghe hấp dẫn đấy. Cái chuyến mì gói này nó sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh về lại Gia Nghĩa. Gia Nghĩa như là ở Đắk Nông đúng không ta? Ô, nhận cái chuyến này đi. Rồi ok. Rồi ok các bạn, thì hiện tại thì cái xe của mình nó đang là đang đề máy đúng không? Để mình sẽ chạy lên đây một tí đi. Mình sẽ giới thiệu cái chiếc xe các bạn một xíu rồi mình sẽ qua mình lấy hàng nha các bạn. Đây. Rồi chạy thẳng lên đây đi. Đó.
Rồi, tới đây phải không? Bây giờ mình tắt máy các bạn. Mình tắt máy nha. Rồi, tắt máy. Rồi, ok. Và hiện tại là xe mình đang tắt máy các bạn. Và các bạn xem ở đây là phía ngoài nha. Thì xe nó được trang trí rất là nhiều luôn. Cái này toàn là chữ Trung Quốc vậy không các bạn? Kiểu xe của Trung Quốc mà. Thì con này là con dắt đến từ model V7 vậy đấy. Đó. Hai bên thì có dán hai cái câu như kiểu là hai câu liễn vậy đấy. Nhưng mà mình dịch hình như là nó như kiểu là mấy cái câu chúc của bác tài thôi các bạn. Đó, dán hai bên xe nè. Còn đây là ở trong các bạn. Ui, các bạn thấy giật mình chưa? Đây là phía trước nó có một cái tấm che nắng. Đó, khi mà xe mình tắt máy thì nó sẽ đẩy xuống đây, nó che kiểu là hạn chế nóng ở trong xe các bạn. Thì cái này là hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc hết các bạn. Cái này nó như kiểu là ở trên là cái logo chữ ZAC, với bên này là cái chữ ZAC bằng tiếng Trung Quốc hay sao ấy. Còn như thế này là cái tên của cái nhà sản xuất xe, cái gọi là cái người mà làm cái model này nè các bạn. Đó, chỉ có vậy thôi. Còn bây giờ mình sẽ đề cho các bạn xem nha. Xẹn chưa? Cái màn sẽ được kéo lên và cũng như cái màn hình nó sẽ được bật lên các bạn. Ừ, màn hình này sẽ có rất là nhiều thông số để mình xem luôn, và đặc biệt có GPS bản đồ để mình xem nữa. Và đặc biệt hơn các bạn, ở ngoài này các bạn thấy bên hông này không? Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Nó có một cái cây này mình có thể là mở ra được các bạn. Đây, mình coi coi, để mở ra nè. Đó, nó sẽ dựng lên và nó sẽ kéo một cái bảng xuống. Cái này mình dịch ra nó sẽ là chúc mừng năm mới 2023 các bạn. Đó. Và mấy cái dòng chữ nó như kiểu là vạn dặm bình an, như kiểu mấy câu mà kiểu là nó chúc các tài xế với nhau ấy. Xịn chưa? Rồi mình sẽ đóng nó lại cho các bạn. Đó, cái này mà gắn chạy dài đường, mở đường Việt Nam biết công an nó có bắt không đâu. Đó, nếu để vậy thôi. Rồi ok. Xe xịn vãi chữ luôn. Và con này nó được tải hoàn toàn miễn phí nha các bạn, nên là bạn nào muốn tải nó thì có thể là lên ngay trang đó là tải mod.com. thì trên này thì các bạn có thể là tải được cái con xe tải ZAC này hoàn toàn miễn phí luôn. Các bạn tìm nó cái tên đó là ZAC V7 à, mình để đây nè. À, còn ghi bản đồ Việt Nam thì các bạn biết rồi đúng không, lên trang shop.tải mod.com. nhưng mà bây giờ hàng lấy đâu vậy chợ? Từ nghe để tôi coi cái hàng. Hàng lấy ở đâu trong cảng này mà giờ tôi không biết luôn mấy không? Phải nồi thật chứ. Giờ bò cả dòng. Như là nằm bên cái tuyến đường này hay gì nè. Phải không ta? Chết tôi luôn rồi. Đi lấy hàng mà bây giờ không biết hàng nằm đâu nữa. Ê, tôi mở bản đồ lên tôi xem có hướng dẫn không? À, nằm ở đầu ngoài các bạn. Ở đầu ngoài này. Nãy giờ không mở GPS lên coi mày đặt chạy đi đâu không hiểu. Ra đây gọi đâu nữa trời. Nhớ nằm ở bên trái nè mày không? Khổ thằng rồi chứ. Đi lấy hàng cả vấn đề không? Đó. Trời ơi, nó nằm ngay cái kế cái chỗ mà mình nhận hàng luôn nè, đây nè. Trời ơi. Biết gì thôi, nãy tao quẹo quanh này là tới rồi, mày đặt chạy nguyên một vòng luôn. Đi đúng nguyên một vòng, cản cặt lái luôn. Thằng. Rồi bây giờ tôi sẽ lùi xe vô mấy ông. Đó, lùi vô ngay cái khung đó đây, nó mới nhận được hàng mấy ông. Nó phải đơn giản. À, đặc biệt hơn là cái thùng hàng mà ngày hôm nay mình trải nghiệm, nó cũng là một cái bản mod để các bạn mua đấy. Nó gọi là thùng đô sung như nè các bạn, nó dưới cái cảng của các bạn thấy không? Đó thì cái bản này thì các bạn cũng mua ngay trang đó là shop.tải mod.com luôn. Cho nên cái thùng này rất là hay các bạn, nhận lấy nó xong rồi các bạn đi lấy hàng chở hàng một thứ rất là xịn sò. Nhưng mà tôi nói chuyện xong rồi tôi ve không vô được là không. Giờ lui lại nè. Đưa cái đít qua bên bên trái xe một tí. Rồi trả lái. Lo nhiều chuyện, chạy hồi không xong luôn. Cả buổi trời rồi đấy. Rồi ok. Rồi, mình nhắm xe lên tí các bạn. Rồi ok, bây giờ lấy hàng nha. Rồi. Bây giờ hàng đang được bỏ lên đây các bạn. Đây, mì đây. Ui, mì Ba Miền. Đây các bạn, phía trước sẽ là mì Hảo Hảo cho các bạn, mà cái này là mì ly. Phía sau sẽ là mì Ba Miền chua cay, không biết đây là mì ly hay mì gói nữa.
Xịn chưa? Và các cái thùng hàng này mình sẽ vận chuyển về Gia Nghĩa nha các bạn. Tức là thuộc tỉnh, thị xã Gia Nghĩa, nó sẽ thuộc tỉnh Đắk Nông. Rồi, quẹo ra. Rồi, ok. Đó. Xe quá trời mì luôn các bạn. Đó, bạn nào mà gọi là fan của mì thì nhìn sao biết ngay các bạn. Đó là mì Hảo Hảo cũng như là mì Ba Miền. Bữa nay đi vô cảng Cát Lái nó cho chở mì luôn, mới ghê chứ. Nó chở một cái đống mì này để đi về Đắk Nông mới không. Rồi, ê, 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 anh trai. Trời ơi, chị Mông cũng lách mình này, không qua cho được nữa. Thôi nhường em Út mới vô cảng cho em Út đi trước đi. Không chịu các bạn, nó giành đi trước mới chịu. Rồi khổ thân. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra cái chỗ này là cái đường ra của cái cảng Cát Lái nha các bạn. Bây giờ các bạn xem là mấy xe nó đang chuẩn bị vào và kẹt cứng luôn các bạn. Rồi thôi, rời cảng Cát Lái chúng ta đi về thị xã Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông nha. Let's go. À, trên cái bảng này các bạn có thể là xem được cái km trên giờ mà mình đang chạy, cũng như là cái đồng hồ. Và bây giờ dính bà cái đèn đỏ rồi. À, đèn xanh luôn kìa. Đó. Mình vừa tới cái đèn xanh liền đó bà. Từ đây thì mình sẽ chạy lên trên cái Bình Dương các bạn. Nó gọi là đi lên Bình Dương, rồi sau đó mình mới đi lên trên Đắk Nông được. Rồi mình sẽ nhanh phải để chuyển cái lên để chúng ta chuẩn bị ghé phải nha. Cái đoạn này nó đang sửa đường nữa sao nè. Không biết là sửa đường hay là làm gọng đường gì nữa. Cầu Phú Mỹ quẹo trái. Ê. Trời ơi ông nội đi. Trời ơi cái cua tôi nhiên đậu đi. À cũng chở mì giống mình nữa kìa các bạn. Anh trai thì cũng chở mì. Này chắc cũng đi về Gia Nghĩa hay sao đây. Mình đi chung chuyến với mình. À không phải, ông đi thẳng luôn các bạn. Phải nội. Mình thì sẽ quẹo quẹo phải nha. Rồi vậy ok. Quẹo đi. Let's go. Ê. Rồi, anh trai nó khiến chết các bạn. Đâu rồi sẵn sẵn vô cái xe người ta. Khổ khăn được chứ. Chạy gặp xe lớn né né. Đi chạy từ từ thôi. Chạy cái gì mà sẵn vô. Cho nằm dưới gầm xe có bữa à. Trời ơi, tạt đầu xe tôi nữa, sao mấy thanh niên mà chạy sao luôn trời. Khổ tăng. Hết ông nội xe máy sẵn lên rồi thêm ông nội xe phía trước nó tạt đầu mình nữa. Chạy với mấy ông này ghét yếu tim luôn. Khổ. Đây là cầu Ba Cua gì nè. Tôi lách ra ngoài, tôi chạy cho nó. Mình nên tôi đơn coi ở ngoài cái len này đi. Đừng có ai mà sẵn ra. Chạy trong xích ở trong đi. Nó né tôi ra giùm cái mấy ông nội này. Chạy gần mấy ông ghê quá à. Lạng mấy ông quất mình phát. Là gì mình cho xuống gầm xe. Không có tiền đâu mà đền luôn á trời. Đi thẳng là lên cái gì đây. Xa lộ Hà Nội. Đi quẹo phải là lên hình như là cao tốc Long Thành Dầu Dây các bạn. Nhưng mà mình đâu có đi lên cao tốc đó làm gì. Lên cao tốc đó là đi lên Đồng Nai, Đà Lạt đâu chánh ấy. Còn mình bây giờ phải đi ra chỗ là hướng Tây Nguyên các bạn. Mà cái tỉnh hiện tại mình đang ở đây là nó thuộc tỉnh ở lộc. Cái quận mà mình đang ở đây là nó thuộc quận mấy ta? Mà như kiểu nhà nó kiểu là nó... Đây là cầu Phú Hữu các bạn. Cầu Phú Hữu là nó quận nào ta? Như kiểu nhà nó như kiểu ở ngoại ô vậy đó mấy không? Thấy kiểu nhà cửa nó kiểu nó gọi là nhà cao tầng mà nó ít đấy các bạn. Đây như kiểu mấy cái khu công nghiệp, xí nghiệp đồ khá là nhiều. Đây có một cái công ty của Samsung nữa nè. Đó các bạn thấy không? Khu này công nhận khu công nghiệp nhiều thật sự luôn ấy. Nè, bên trái mình lại hình như là một cái công ty Samsung nữa phải không? Nhiều vãi chưởng luôn.
Cái bạn thấy công ty Samsung rất là nhiều xe khách luôn không? Cái gì vậy? Cái gì vậy chú công an? Như là mình chạy quá tốc độ đúng không? Trời đất ơi, đạp sơ sơ nảy lên mấy mấy km trên giờ luôn các bạn. Công ty Samsung này nó có xe khách kiểu là đưa đón nhân viên các bạn, nên là có cả mấy xe khách riêng nữa. Xịn sò thật sự. Rồi ok, bây giờ mình lẹ đến trái ôm bồng binh mà ôm từ từ nữa. Đây là hai con xe Volvo vừa được nhập khẩu hay sao các bạn? Đó, chở từ bến cảng lên luôn. Chạy là mắc chớn xe tôi hết trơn rồi, trời ơi. Cho qua cánh trai ơi. Nó không cho qua tôi cũng qua nó chứ giờ chớn xe nó quá trời, nó nhanh rồi. Rồi mình chuẩn bị quẹo phải nữa nè các bạn ơi. Quay Lamborghini. Ui trên kia là cái gì mà đẹp quá thế nhờ? Các bạn nhìn kìa. Như là quẹo qua đây là qua cái quẹo phải là qua cầu Đồng Nai, xa lộ Đại Hàn, quẹo trái là cầu Sài Gòn Mai Chí Thọ vậy đấy. Nhưng mà ở đây là như là cái gọi là cái gì ta? Cái gì mé chô nè, cái đường xe lửa ta, sao gọi là xe điện ta? Đường xe lửa mé chô phải không ta? Mà các bạn nhìn đẹp vãi chưởng. Rồi mình qua đây thì mình sẽ lên cái cầu phía trước đó các bạn thấy không? À, mình sẽ ôm vòng xoay. À không phải ôm vòng xoay mà ôm cua rồi các bạn. Để đi lên cái xa lộ Đại Hàn. Đi thẳng là về Sóng Thần Bình Phước gì đấy. Trời ơi cái gì mà chú công an là đậu ngay đây luôn vậy? What the hell? Ủa sao chú công an cản cái đường này luôn nè các bạn? Không cho mình quẹo vô đây luôn mà sao mình lên cầu được? Mà ở đây lại thêm có vụ tai nạn nữa mấy ông. Rồi, để lắc qua coi được không? Ờ kìa, sao lại phạt lỗi tông xe? Trời ơi, chạy đụng xe màu đỏ người ta luôn mấy ông. Không lên rồi chơi mà đụng ngay cái đường lên của người ta rồi sao người ta lên? Ủa trời. Rồi, cuối cùng này mình cũng đã lách qua được các bạn. Rồi mình sẽ lên xa lộ Đại Hàn nha. Lấy chớn chạy được coi. Hàng đã nặng rồi mà còn chạy bò nữa đấy coi. Cục này bên nó nhiêu tấn đây? 24 tấn các bạn. Cũng nặng đấy đâu phải ít đâu. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Này tới đâu rồi? Quẹo phải là vào khu công nghiệp V-Ship đúng không? À, đi thẳng ra thành phố Thủ Dầu Một. Ê trời ơi. Dính đèn đỏ đó mà. Ủa thằng ế. Trời ơi. Lo nhìn đường các thứ không? Hồi vô đèn xanh đèn đỏ không hay luôn ấy. Hiện tại thì mình chuẩn bị vào thành phố Thủ Dầu Một rồi đấy các bạn. Mình vừa qua được cái thị xã Thuận An thuộc gọi là Bình Dương ấy các bạn. Qua cái trạm thu phí Lái Thiêu gì đấy. Đó. Thì hiện tại là mình sẽ chuẩn bị vào cái địa phận của Thủ Dầu Một. Ở đây gọi là đúng nguyên khu công nghiệp luôn các bạn. Nhà máy xí nghiệp đồ nhiều lắm. Lên đây mà kiểu là không có công ăn việc làm gì đó là không khó tìm được các bạn. Chỗ này là cái gì cũng làm được hết trơn. Khu công nghiệp nhiều lắm, nó tuyển nhân viên nhiều lắm các bạn. Đây, chúng ta vào thành phố Thủ Dầu Một luôn rồi nè. Và cái đoạn đường mình đang đi nó thuộc quốc lộ 13 nha các bạn. Rồi cái gì đâu mà bên phải thì thằng ông nội xe đầu kéo ở gần trước rồi thằng
ông nội xe hơi không có còn cản đường ấy, mình không qua được luôn. Muốn thăng mấy ông nội được chứ, mình có cho qua không đấy? Trời ơi là trời, chạy gì là chết tôi luôn rồi. Rồi tôi sẽ nhanh trái nè. Rồi ok, vô một bên cái là ôm thẳng ra liền các bạn đấy. Nó qua nó mới dám nhường mình qua các bạn. Ở kìa, nhường qua chưa qua được nó lại dính bạc cái đèn đỏ nữa rồi. Trời đất ơi là trời, không hiểu luôn. Xe mình nó sẽ có những cái quằn mà kiểu màu xanh xanh lá nè các bạn thấy không? Cái này nó như kiểu là phim cấp nhiệt vậy đấy. À, thấy không? Để nó giảm ánh sáng các thứ thôi chứ cũng chả có gì. Phía trước lại là một cái trạm thu phí đó các bạn. Như là đây là trạm thu phí suối giữa. Đúng ta? À, đúng bà đó trời. Thuộc đại lộ Bình Dương. Rồi qua luôn. Ở trạm thu phí này giờ nó còn thu không ta? Ờ chắc nó nghỉ thu rồi các bạn. Mình qua một cái qua luôn nè. Hay là mình qua làn tự động ta, mà cũng đâu có thấy cái cây mà chặn chặn lại đâu. Rồi trên này nhà khu công nghiệp nhiều mà đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều nữa, mấy không chạy chưa chỉ chân gặp đèn xanh đèn đỏ nữa rồi. Rồi qua anh trai Phương Trang này luôn. Rồi phía trước là một cái ngã ba nha các bạn, mà mình sẽ rẽ phải để đi ra khỏi cái quốc lộ 13 này. Đó. Mấy ông nội này thích chạy kiểu cặp kè nhau lắm luôn các bạn. Chạy cứ chạy thôi người hướng đi. Chạy kế bên nhau mới được. Bạn phải về Phú Giáo. Rồi, bạn phải. Đó. Giờ tới đây thì mỗi người một hướng, đôi ngã chia ly. Mà chạy thì chạy kế nhau, tưởng bạn bè thân thiết hay gì lắm. Chạy không cho ai vượt hết trơn. Từ đây thì mình sẽ chạy thẳng về thị xã Giang Nghĩa luôn nha các bạn. Ơ, sao vào đây cho chạy có 50 vậy? Bình Phước đi thẳng quẹo phải là về Mỹ Phước. Mà chắc không có công an đâu. À ra đây cho chạy 70 nè. Như vậy là ra đây là chúng ta lại ra đường đường trường rồi đó các bạn. Bây giờ là kiểu là còn trong thành phố Bình Dương, còn trong tỉnh Bình Dương. Cho qua cái nghe anh trai. Cổ thăng chạy mà phía trước mà có ông kè kè nhau là tôi vượt không được là tôi cây cú rồi. Đây là thị xã Bến Cát các bạn, lại tiếp tục vào thị xã nữa. Ơi là dính đèn xanh đèn đỏ nữa. Cái gì mù hoài vậy trời. Đó, đèn xanh rồi đấy. Quá. Mắc chớn nữa rồi đấy. Xe nặng đề ba đã khó rồi mà sao mà cứ gặp đèn xanh đèn đỏ hoài vậy trời. Trời ơi, đó giờ phải đề ba lại nè các bạn. Hên là cái dòng xe sắt này nè, nó là những cái dòng xe kiểu là động cơ mạnh đồ các thứ ấy. Nên chạy nó cũng đề ba ngon lành, kéo xịn sò à. Chạy tí đề ba, chạy tí đề ba gặp đèn xanh đèn đỏ hoài chứ chắc cũng chết luôn á, xỉu luôn cho rồi. Tính ra đường này nó cũng rộng á các bạn. Xe này các bạn biết bao nhiêu số không? Đâu đó 12 số luôn các bạn. Đây bây giờ mình đang vào số 11 rồi. Mấy cái xe đầu kéo thường là nó sẽ đa số là 12 số hoặc là 16 hoặc là đôi khi là 18 số lần. Rất là nhiều số luôn. Rồi đây là một cái vòng xoay nữa, thị xã Tân Uyên.
Quẹo trái là về Đồng Xoài, thành phố Đồng Xoài, đi thẳng là vào thị xã Tân Uyên. Đường ở trên này mặc dù là đường kiểu là kiểu gọi là vùng Tây Nguyên ấy, thì nó như kiểu là mấy cái đường đồi núi rồi nọ, nghe nó kiểu nguy hiểm chứ đường này nó khá là ngon nha các bạn. Đó, đường hơi bị xịn sò luôn ấy, đôi khi còn những cái thấy còn xịn hơn quốc lộ 1A nữa. Mình hiện tại thì đang trong cái thành phố thị xã Đồng Xoài, thành phố Đồng Xoài gì đấy, quên bà nó rồi. Bây giờ mình tới đây như là mình quẹo phải nè. Rồi. Đoạn này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về Gia Nghĩa luôn nha các bạn. Thì cái mì gói này là các bạn, nó sẽ được vận chuyển về một cái công ty. Thì cái công ty này nó như kiểu là một cái kho hàng vậy đó các bạn. Thì nó sẽ không nằm ngay thành phố. Thường những cái kho hàng các bạn biết rồi đấy, nó sẽ làm ở kiểu như kiểu ở ngoại ô này nọ rồi thôi, chứ nó không làm trong thành phố. Phải gọi là kho hàng rồi thì chủ yếu là cái chính là chủ yếu là để dự trữ hàng hóa nọ. Thì kiếm chỗ nào mà đất nó rộng mà nó rẻ thì người ta mới mua, người ta làm kho thôi. Thì để đó rồi người ta khi nào cần thì người ta đến kho, người ta chở đến những cái địa điểm cần sử dụng, dù chở đến siêu thị hay là chở đến tiệm tạp hóa đồ các thứ ấy. Nên là cái kho mà để mà mình chở mì ngày hôm nay về thì nó là một cái kho ở nó nằm ở kiểu đường ở phía ngoài Gia Nghĩa thôi, nhưng mà nó vẫn thuộc địa phận của Gia Nghĩa nha các bạn. Cái đoạn này mình đang đi trên cái đường gì tôi cũng không biết luôn ấy, không có bảng hiệu thì mình không biết cái đường này đường gì luôn. Rồi lại tiếp tục vô trạm thu phí đó các bạn, công nhận nhiều trạm thu phí phải trưởng. Đây là trạm thu phí Bình Phước. Ô, như vậy là hiện tại mình đang ở kiểu là Bình Phước các bạn. Đồng Xoài là thuộc Bình Phước à? Nhiều quá tôi không biết, nhiều thị xã quá. Rồi dính trạm thu phí nha các bạn. 49.000, coi như là 50.000. Xem từ đây lên đó nó còn khoảng bao xa đó ta, còn đâu đó khoảng 59 cây nữa. Đây là mình ra ngoại ô rồi nè các bạn, nhưng mà bữa nay nắng phải trưởng, nắng nó chá mắt luôn nè. Nay đi không có mưa là ngon rồi các bạn. Các bạn biết sao, tại hàng mình phía sau đâu có đậy bạc đâu các bạn. Mấy cái thùng giấy mì này là nó gọi là mấy cái giấy bình thường thôi, không đậy bạc, không có mui che gì chứ. Cái này mà mưa xuống một cái là ướt luôn á. Nên này mà kiểu là không có mưa là thấy vui trong lòng rồi. Này mà mưa xuống một cái là thôi rồi luôn. Ở đây có cái bảng đó các bạn. Trời ơi, nó cái bảng nó báo đường dốc nguy hiểm thôi. Tưởng là cái bảng báo địa danh, không biết là chỗ này là ở đâu luôn ấy. Ồ, xuống đây nó cho mình chạy 40 km/h thôi các bạn. Hay là đây là một cái dốc gì đấy, kiểu dạng như kiểu dốc nguy hiểm ấy. Cái cầu có cái tên cầu nè, cầu 38. Trên này nó có một cái sông hay là một cái hồ vậy đấy, nhìn thì giống cái hồ nhưng mà chắc là nó là cái sông. Đó, vừa đổ dốc xong giờ mình bò lên dốc đây nữa các bạn, thấy không? Nó như kiểu là đường, đúng kiểu đường Tây Nguyên luôn á, nó gọi là đường vùng cao nguyên đó, nên là
cứ lên dốc xuống dốc như vậy đấy, nhưng mà nó dốc nó rất là ngắn và nó không có kiểu là dốc cao quá. Lên số cái dốc này thì đi mấy cái xe này là bình thường, chứ kiểu mấy cái dốc mà dốc cao như kiểu là ở vùng Tây Bắc ấy các bạn, đi thì nó hơi khó, hơi gian nan, hơi cực khổ một tí. Rồi giờ chắc mình xin qua cái anh trai phía trước luôn á. Ok kìa, tính xin vượt, quay qua nhìn cái thành lên nét liền đúng không? Lên này là không có vượt được nha các bạn, lên nét liền rồi nè. Được một cái đi, hồi đâu trên kia của chú công an, chú đón đường mình, chú bắt mình luôn ấy. Rồi chúng ta lại tiếp tục vào thị trấn Bù Đăng. Đó, vô đây nhờ được hai len mình vượt được anh trai này rồi. Cảm ơn anh trai nha. Ở trên này đèn đường các bạn thấy là nó làm hai bên lộ luôn nè. Xịn phải chưởng không? Lamborghini luôn. Rồi sau khi vượt được một chiếc xe tải, giờ gặp nguyên một đoàn xe phía trước luôn rồi, sao vượt được hết đây, đông dữ vậy trời, làm sao để vượt qua đây. Các bạn thấy là nguyên cái đường này là lên nét liền hết luôn đấy, đường này là đường mới các bạn, nên các bạn thấy là cái len phân làng ấy, nó cũng là cái len màu vàng luôn. Qua đây đường nét đứt rồi nè, xích lên trên là có chỗ nào trống trống cái mình vượt luôn. Ở trên mình ít gì cũng khoảng 5 xe ấy, ui nhiều lắm, dài thòn lòn luôn kìa. Chạm dừng chân Bù Đăng à. Đây là quốc lộ 14. Đây là cái trạm dừng chân nè các bạn. Ui bự dữ vậy, còn xe khách không luôn các bạn. Đây là mình vào quốc lộ 14 rồi các bạn, tức là nếu mà đi quốc lộ này đi thẳng hoài luôn là các bạn sẽ đâm ra được Đà Nẵng ấy. Rồi có trống chưa để tôi kiếm đường tôi vượt coi. Đây nè, trống trống rồi nè. Ở trong qua cái máy bắt tài ơi, máy bắt tài cho em qua với, em chở mì lẹ lẹ về cho anh ta. Rồi cho em qua với. Rồi cảm ơn bắt tài nha, cảm ơn bắt tài luôn, cảm ơn anh chị chạy xe máy luôn. Rồi cảm ơn xin chân thành cảm ơn. Rồi như vậy là mình vào địa phận của Đắk Nông rồi đấy các bạn. Này gì vậy, chạy nó phí vậy, quá trời heo. Trời ơi, ở vô trạm thu phí tôi không biết luôn các bạn. Rồi quỷ xe máy này vô trạm thu phí làm gì nữa trời, xe máy mà cũng mày đặt vô trạm thu phí đồ nữa. Qua đây để mình ké nó đi qua luôn là được không trời. Ê không được các bạn, qua không kịp, chơi đụng luôn cái cây người ta luôn. Rồi mở lên đi cho người ta qua. Ok, đụng gãy cây luôn cái gì, đụng hư cái cây luôn cái gì. Nào, trả tiền rồi mà. Alo. Ui, ma kiệt, đúng là ma thuật các bạn. Gì đâu mà mình đi xuyên cây luôn vậy. Không hiểu nổi luôn. Đụng gãy cây xong rồi bây giờ đi xuyên cây luôn. Giờ phải lấy chớn lại nữa nè. Rồi, có dốc nè các bạn. Đó, lâu lâu mà đi mà gặp mấy cái đoạn dốc như vậy là bao ngon luôn. Kiểu là lấy chớn xe được ấy. Đây là vào thị trấn Kiên Đức hả ta? Khổ không có dấu, đọc khó khăn thật sự.
quá luôn, bác tài ơi. Ủa sao vô đây nhà cao tầng không vậy ta? Cái này là như mình chuẩn bị vào thị xã Gia Nghĩa luôn rồi sao ấy. Đây là vào Đắk Nông mà đấy nha các bạn. Nhưng mà chưa vào ngay. Gì vậy, chưa dân bắn tốc độ rồi các bạn. Ủa chú công an nào chạy ngang vậy ta? Đúng bà đó rồi. Thường chạy trên đường mà mình chạy quá tốc độ hay là chạy kiểu là sai lực ấy, mà có công an là mình sẽ bị phạt thôi các bạn. Nên là mỗi lần mà thấy bị phạt là nhìn qua nhìn lại rồi thấy chú công an rồi nè. Cho qua Kẹt. Trời ơi. Sao nó vô đây mà nó chạy chậm dữ vậy? Mình lách nó còn muốn kẹp được các bạn. Dính nó luôn rồi, thôi chạy luôn đi. Cổ thăng luôn ấy. Đây đồng này thì tới cái ngã ba thì chúng ta sẽ quẹo phải vào cái kho hàng của mình nha các bạn. Còn nếu đi thẳng luôn thì sẽ vào ngay cái thị xã Gia Nghĩa. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Đây là vào cái nhà máy nhôm alumin Đắk Nông. Trong này hình như là có một cái nhà máy điện đúng không ta? Ờ bên trái là cái nhà máy điện hay nào? À, bị mắc chớn rồi. Nhưng mà mình không nhớ rõ trên này là nhà máy điện gì nữa. Kẹt xe hả vậy? Cái gì đấy? Sao vậy mấy anh trai? Chở hàng kiểu gì không buộc dây cho kính vào, làm gớt đồ quá trơn rồi, làm kẹt đường người ta luôn. Né né đây. Rồi ok. Đó, gớt ba cái ống hàng hết trơn. Làm kẹt đường người ta. Rồi mình tới kho rồi các bạn ơi, đem mì vô giao cho người ta thôi, mở cổng chú bảo vệ á. Rồi ok, cảm ơn chú bảo vệ. Đi vô. Rồi ok, kho mình sẽ nằm ở đây nha các bạn. Ok, mình trả hàng đi các bạn. Thôi chọn cho nó cái này đi, cho nó trả hàng cho nó lẹ. Chứ giờ mình lùi ra thì lùi cũng được, để cho nó gắt mất thời gian các bạn. Rồi, nó sẽ đậu ở đâu? À đậu kế bên đó các bạn. Ok, như vậy là ngày tức là hàng đã bỏ vô rồi, nó lấy hàng xuống đó các bạn. Quên cái thùng hàng cũng là của mình. Tôi tưởng là phải gỡ cái thùng hàng ra nữa. À, chết, quên. Trời, tự nhiên quẹo đây làm gì vậy? Bây giờ sao quay đầu trời? Tôi kiểu tôi quay hết code của cái thùng hàng coi, nó có bị sức ra không nha. Ờ, không sao các bạn. Cũng được. Ok các bạn, như vậy là ngày hôm nay thì mình và các bạn đã trải nghiệm được một cái chuyến hành trình với cái chiếc xe đầu kéo sắt này, cũng như là vận chuyển được một cái chuyến hàng chở mì Hảo Hảo cũng như là mì Ba Miền đi tiếp từ dưới cảng Cát Lái lên tới được khu công nghiệp, lên tới cái nhà máy kho hàng ở thuộc Gia Nghĩa, Đắk Nông. À, và hiện tại thì mình đã hoàn thành xong chuyến hàng rồi các bạn. Còn bây giờ mình kết thúc video tới đây. Và bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like, cũng như là đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và riêng bạn nào muốn mua cái map bản đồ Việt Nam mà ngày hôm nay mình trải nghiệm, cũng như là cái thùng hàng phía sau này các bạn, nó gọi là thùng hàng đô sung các bạn đó, thì các bạn có thể là lên ngay cái trang web đó là shop.taimot.com. Thì trên này sẽ có bán đầy đủ tất cả các bản phiên bản của bản đồ Việt Nam, cũng như là xe tải, xe khách, các thứ rất nhiều trên này. Và đặc biệt là sẽ có cái thùng hàng này, thì đây là cái thùng hàng đô sung các bạn. Các bạn lên tìm cái thùng hàng này để mua. Không phải là cái thùng này không các bạn, mua cái bản đó thì có rất là nhiều loại thùng khác nhau luôn. Thì mình sẽ cho các bạn xem thử nha.
Đây, Đô Sung nè, nó có rất là nhiều loại thùng hàng luôn. Từ những cái thùng thùng ben cũng có nè các bạn, để nhận những cái chuyến hàng chở đá các thứ ấy, chở đá đá cát rồi ấy, hoặc là những cái thùng mà gọi là thùng xương để chúng ta bỏ những cái thùng khác lên cái xương này, cái khung này, hoặc là những cái thùng đông lạnh để bỏ hàng hóa này vô. Nói chung là rất là xịn sò được đối với các bạn mod này, nên là bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể là lên trên web để mua đúng cái bản mod thùng Đô Sung này. Còn riêng cái xe đầu kéo rắc này thì nó hoàn toàn miễn phí rồi, nên là ông nào muốn trải nghiệm thì lên ngay cái trang đó là tải mod.com. thì trên này ngoài cái bản mod xe rắc Q7 này ấy, thì các bạn có thể là tải được rất là nhiều tất cả các bản mod miễn phí khác, thì các bạn lên đó mà tìm, nói chung nhiều lắm nha. Còn bây giờ tôi kết thúc đây, bye bye.